Mãnh thú trỗi dậy à? Nói thật là meta này không có đất chơi cho mãnh thú đâu. Nớp quá rồi. Mãnh thú nớp quá đáng rồi. Ra nhiều nước mắt quá, chắc phải chơi bài pháp sư rồi. Sao chơi Yasuo ở đây? Chào Nguyễn Tèo, chào Bùi Duy Khánh nhá. Trời đâu, sao nó ra lắm bọn rừng cây này thế mà mình lại bỏ ngay từ đầu rồi. Giao diện static. Giao diện static đánh cung. Hai giao diện static đánh cung luôn. Chẳng lẽ đánh cung à? Rừng nó nhiều quá. Never cross an emperor. Đánh xấu à? Early bài mình xấu quá. Nếu mình mua được Maokai 2 rồi, nếu mình mua được Maokai 2 rồi, như lúc đấy mình phải chốt, mình phải bỏ bài Yasuo từ sớm. Bởi vì mình không chốt được. Nhà này có hai con Yasuo, để lẽ mình phải chốt luôn, bỏ luôn. Cho mình bắt con rừng level 2 luôn. Thì bây giờ mình được rừng level 2 rồi. Lồng côn quá mạnh ơi. Xin vẹn này. Xin nha.
pháp sư rồi nó cứ yếu yếu ấy. Mid game yếu lắm. Mới chơi nổi không? Cô su nào luôn. Các bạn này mình không chơi bóng tối đâu. Bạn này mình chơi pháp sư ấy. Đổi đồ pháp sư các bạn. Đó, đây đồ pháp sư ấy. Bán hết đá mày đi, giải tán đi. Bài này chơi pháp sư ánh sáng. Một trong hai bài đều chơi được. Chết mẹ rồi. Tự nhiên lại thắng các bạn ơi. Mình đang tính là chơi bán này Lutric. Xong rồi mẹ tơ này. Tơ này là đẹp. Lutric thì tơ này là đẹp. Mà lại win. Win mất rồi. Đang chơi lưu suýt lại win. Mày mèo. Ơ, Châu gọi đúng không? Alo, alo. Bên bên bè có bản mùa 3 chưa ta?
Ai biết? Đã vào đâu? Ông nghĩa thử coi em có chưa? Có hay lúc nào anh em test? Tiễn mất cái Lucic giờ này đang thua đẹp. Thua tiếp thì đẹp. Winston rồi hơi fail á. Nên sao level 7 khi nào mình roll lại không ra được con Brand nữa không? Ông pháp sư này cũng 40 tiền giống mình nhỉ, ông này cũng lên level cũng giàu rồi. Ông này cũng lên level 7 tuần sau ấy. Ông này cũng lên để roll ấy. Nhưng mà ông ấy đang có đồ cho con Syndra đẹp, rất là bình. Bắt dần Syndra đổi rồi, khỏe quá. Ông đang để dành cái nước mắt này để ghép pháp sư này. Ông ấy cũng nhiều nước mắt. Khả năng là mình sẽ lấy BF. BF hoặc giáp. BF thì ngon hơn. Giáp thần cho tanh vẫn ngon hơn là cái hai giáp kia. Cứ bán nào có Yasuo thì các bạn sẽ xác định ghép giáp thần, đừng ghép hai giáp vội. Đang là nó cũng chơi 4 cát. Giữa tháng sau là nó update phiên bản mới, nhưng mà đấy là ở server chơi. Còn nếu như mà update ở PBE thì có thể là nó update rồi đấy. Nhiều khi nó update rồi đấy, mình không biết nữa. Không phải tiến đi tranh Manfi của mình ạ, vãi nồi. Manfi về nhiều khi mình còn bán đi, tranh làm cái gì mà tranh. Được cái đem máu á. Được cái Manfi đép đã chứ. Up level cho Manfi mà có 4 hộ vệ đép đã chứ. Kích được đất luôn, 3 pháp sư đất 4 hộ vệ. Đép như thế này ngon mà, xong mình roll 7. Kiếm Nautilus Threat 2. Mình không cần kiếm Brand 2 vội. À không cần phải lên 8 vội. Nhầm, vẽ kiếm Brand 2 nói cứ như đùa. Này ngon hơn chứ các bạn. Xin Roi 2 này. Vladimir thừa này. Amu. Hai con áp. Ba con Yasuo. Hai con Brand luôn. Ông ấy đang để level 6 tích tiền này. Thì đó mình ra Brand 2 mà ông ấy chưa ra thì khóc. Lúc đấy thì khóc nha. Mình sẽ buôn Thread này xong rồi mình sẽ roll tuần 3 tầm 6. Bởi vì ông ấy chưa lên level nên mình sẽ roll Brand 2 vệ đã dùng đất vội. Lúc bàn phải có Amu với cả 4 nước rồi, CC cũng ngon lắm. Còn Vla tanh ngon này, Vla chịu được 2 hit. À hút 2 cái. Chịu được hit của con xếp tiền được rồi các bạn ơi. Bây giờ nhà này sẽ lên level và sẽ roll này. Nhà này bây giờ lên 7 rồi, vẫn còn thừa 40 tiền. Nhà này có thể là rush 8 roll. Biết đâu được, kệ người ta. Đấy, người ta sẽ rớt 8 ấy. Bài khỏe quá mà, con Syndra cầm đồ rồi.
Rồi lên brand 2 mình dép ngon quá à. Ra Nico, Nico luôn, tiết kiệm tiền. Có thì à, thì ghép pháp sư rồi. Ôi, Nico thật. Nico luôn. Giam thần. Xem có mấy bài ánh sáng nhá, để xem mình nên dùng mũ hay là nên dùng quỷ thư hơn nhá. Có đâu, làm gì có bài ánh sáng ở đâu. Ồ, Brand cho kịp hai cái rồi, ngon Brand ơi. Ngon bạn mình ơi. Rút tiền up chat 8 rồi. Ông mày thua rồi, sắp xài tiền rồi. Xin ra hả? À mình xin ra 2 rồi mà. Phải phun vào Brand. Ông này bây giờ chuẩn bị Rush 8 này, roll như chó này. Đây mình đi chợ mình có Brand mình nhặt tiếp của ông ấy, không cho ông nhặt. Manfai 2, 2 sinh Yasuo sắp 3. Đây là bài hôm trước của tôi hả? Bài dị hợp của tôi hả? Tự dưng ra sinh thì chạy à? Tự dưng sinh 2 cho sinh chạy. Cho sinh chạy thôi đúng không? Cố mất tiêu. Ờ lỗi giáp bên thần à? Đúng rồi, lỗi giáp bên thần rồi. Lỗi giáp bên thần. Con Amu của tôi không nhận được giáp bên thần. Bài này binh nhé, bài pháp sư này binh nhé. Tôi chờ tân 2, tôi có Nami mẹ luôn. Lông côm thì ông định nhặt thì ông nhặt từ đầu đi, ông lại còn né né, ông quay lại ông nhặt. Thế cho tôi xin đi chứ còn gì nữa. Insight giàu quá các bạn này, lên 8 rồi này. 4.3 lên 8, roll được Taric. Nhưng mà không khỏe. 1.5, à 3 nhầm. 3. 3 cộng với 1 của ông Insight là 4. Ôi, nó thì lớp 2 thầy threat vậy. Nên thay không ta? Từ từ á, có khi không nên thay đâu. Có khi không nên thay các bạn ạ. Bộ bài đang khỏe lắm. Bờ cho Nami vào lấy CC ngon đấy, nhưng mà nó không khỏe bằng. Bỏ này thì mất nước, à mất pháp sư. Bỏ này là không được, mất lửa. Không thay được. Lốc Amu cũng được. Phải có độc rồi đúng không?
có đập rồi. Nhanh lên Brand. 33% mana chứ nhiêu. Con này chấp hết không? Ui tí nó chấp hết. Tuần sau up nhá. Hai tuần này up luôn. Tuần này up cho được 4 bí ẩn vào luôn. À cho được 2 bí ẩn vào. Công an fine. Đánh pháp sư lửa thật. Sau bóng tối rồi, thua rồi. Mày bắt mình vừa cho 2 bí ẩn, không biết bạn thua được một tí không. Hay quá, CC con Sion tiếp kìa. Đẩy con đi ra này. Sáu nước làm sao được bạn này hả bạn? Phải có sáu nước chứ. À phải ra lắc nước mới được sáu nước chứ. Bởi vì bạn này có phải là bạn kia na nước đâu. Đấy ông này này. Tích tiền lên 8 này. Bây giờ mới có brand 1. Lấy đâu ra brand 2? Tôi roll ra rồi. Bạn này eco liều nhờ. Đây là 7. À mà sai tiền rồi còn lấy cô nữa đâu. Bà này chắc chết rồi. Kiếm Soraka cũng là ý không tồi. Lốc quyền năng khổng lồ. Nên dùng Soraka hay nên dùng Janna hơn? Đây rồi. Tôi này value quá. Dùng Janna đi. Janna Nami đi. Mua 3 con này luôn. Bán 2 con này đi. Chơi Amu 2 trên lửa. À, roll một tơ này ngon chưa? Ba con đều cần nhá. Ok chưa? Ok quá chứ còn gì nữa. Thế mình bỏ Amu đi à? Không, tí mình bỏ Annie đi, mình bỏ lửa đi. Xong mình sẽ thay bằng Taric vào đấy. Xong mình cho con này quay lại. À, Taric có cần không ta? Con Taric mình bắt thì mình nhốt được của nhà này. Taric về sau đép là nhất rồi. Taric con này vào, bỏ bí ẩn đi, chơi 4 hộ vệ. Có lửa đốt được ngọc này. Thread có thể tí nữa mình sẽ xài lại. Mình tích tiền up chat đi. Roll cái nào. Bỏ Annie, thay vào OneFi. Up chat cho thêm Taric. Tích tiền up chat đi.
Khỏe quá, bài này khỏe quá, bài này chịu. Bài chịu thực sự luôn đấy. Bài này gặp là chịu đấy. Đi chợ tuần 2 chắc không nhặt ra mua rồi. Ami không cần Amu cho tôi. Ngon. Rốt được cái này ra. Bỏ ăn file đi. Bỏ thread luôn. Bài này mình sẽ chốt theo cái hướng build như này rồi, nên là chúng ta không cần phải lấy thêm mũ pháp sư nữa các bạn ạ. Mình chốt theo cái hướng build như này luôn á. Mình cần lửa. Nếu mình không có lửa về sau mình không chơi được mấy cái bài có ngọc này này, bóng tối bóng tủng này. Bây giờ mình dùng lửa bí ẩn là đẹp rồi. Về sau quan trọng là mình phải chơi được bài ngọc này, nên mình quyết định là giữ build như này nhá các bạn nhá. Cho Nani lên trên mới đúng. Hoặc cho con Zana lên trên mới đúng. Bài 6 bát sư khỏe quá. Không lên được chat nữa rồi. Khi nào thắng không ta? Có khi thắng ấy. Đùa đâu. Đam lửa tôi nhiều lắm chứ bộ. Đấy. Sáu pháp sư mới mạnh được, không cần. Nhiều lúc chúng ta phải thiên biến văn hóa cái bài của chúng ta đi. Nam mua 2 1 phải 2 à? 2, Nami sắp 2, chơi bài như này đi. Mình lên Taric 2 mình bỏ lửa luôn mà. Taric 2 mình bỏ lửa luôn, bỏ Annie luôn, cho này vào luôn. Lấy bí ẩn với cả lấy thêm bất tử câu giờ đánh nó sướng. Bài hai cái lốc này né sao được hết. Đi lốc brand ulti ngắt được ulti Amu à cơn kia luôn. Ulti đẹp. Các bạn thấy chưa? Mình đấm cả bài bóng tối đi luôn này. Đi. Đấm đi cả bài bóng tối luôn này. 6 bóng tối, 2 bí ẩn. Gặp mạnh vẫn đi như bình thường. Giờ mình sợ nhất bài này thôi. Bài này có 3 cái lốc. Chơi thì mẹ nào được. Có cái bùa đỏ cũng được kìa. Sáu pháp sư bốn nước lấy CC rồi chết chứ sợ cất cặc gì ngọc. Ui. Bạn chưa xem sáu pháp sư bốn nước rồi thua từ lương học suốt đấy à? Thua được mà. Chưa kể mình bắt Taric này mình còn giam con Taric của nó nữa, ngon hơn. Không áp được chết thì ta cũng phải cho quá sắp tí đằng sau thằng kia thì ra nó xét. Thằng đọc ra cái nó xét con đấy. Tuần này tôi lại gặp thằng này. Thì nó chết đâu mà. Tôi đang up chat đây, tôi phải tích chứ, giờ sao tôi xài tiền nữa. Bây giờ gặp bài nào mình cũng ăn lốc thôi, thật. Gặp bài này nó lốc ngoài trái, gặp bài kia là lốc ngoài phải. Gặp bài nào mình ăn lốc à? Đi. Đó. Phát 2 lần. 40 tuần này là bao nhiêu? 50. 20 thì là 46, bây giờ là 48. 48 tiền lên chat. 48 tiền lên chat. Tuần sau chắc mình mới lên được.
Cho Nami làm mẹ đi. Cho tanh cho sướng hơn chứ. Giờ này mình gặp bài pháp sư đúng không? Thì chết được, hay sao mới sẽ chết được. Ừ, giờ này mình gặp bài pháp sư. Mình nghĩ là nó sẽ để ở đây. Mình sẽ đổi ở đây để lốc nó. Lốc Tarik bị lốc Amu. Thua. Bài này cũng chả có gì thua, chả có gì phải ngại cả. Bài này khỏe quá, cao tờ mình chặt. Mình gặp bóng là ngon rồi. Ôi giời ơi, nhìn thế thôi tôi còn thắng cơ mấy ông ạ. Không, tí thắng thôi, không thắng được. Tí thắng. Họ lên level cho Tarik vào thôi. Ôi Tarik 2 luôn, địt mà. Không thấy gì chưa? Phải có con Tarik này này, trong cuộc đời phải có con Tarik này này. Xích con Bre lên một ô, xích con Annie lên một ô. Thằng này nó có 4 nước. Mày khỏe thế. Thắng mày mình luôn. Rồi, thua ít. Hai nhà còn lại đều thắng mình rồi. Ôi có con Tarik hộ vệ luôn này. Lấy thêm một hộ vệ đẹp ấy, 4 hộ vệ luôn. Hay là lấy mũ cho Brand chọi nhờ. Thì vậy nhưng còn lại toàn ngọc, lấy mũ quả này hơi lởm ấy. Pháp sư, mẹ, ông là lửa mà ông xoắn hả? Đi mẹ. Ừ. Chọn cái nam lửa mà ông xoắn nhờ. Đi. Đúng vậy. Ừ. Vậy là đéo. Lửa mà, ui lắc nước. Cái địt. Bỏ lửa vứt 6 nước vào nhờ ông nhờ. Thôi điên. Ừ đúng, đánh đéo bài ngọc. Bây giờ bỏ thì chỉ có bỏ mê. Bỏ thì chỉ có bỏ bí ẩn, mà bí ẩn không thể bỏ được. Thôi đừng có đam mê. Ok mẹ nó lắc đi. Có đam mê tuần cuối rồi. Đừng có, mẹ ôm mới có lắc nước mà chết. Ừ. Đam mê lên. Rồi mình né được hai cái lốc luôn á, mình né được cả hai cái lốc này luôn. Một lốc vào con này, một lốc vào con này. Thế hai con main của mình là được buff. Rồi CC đẹp em ơi. Rồi Amu, Abren ném. Thắng rồi. Mình counter quả lốc vãi đái luôn. Ô tâm ơi, có khi đi mẹ cạnh tranh top 1 này, ô thằng top 2 đi rồi. Ôi lắc ngọc ạ. Không cần có lắc gì hết đấy, để nguyên tôi hình đấy. Ờ. Xếp sao canh đừng canh cho con Brain đứng ô 2 đi. Cái này nó chạy theo con sinh mà nó chạy hên kìa. Nó chạy hên may ra mới bút được thử đấy. Cái xung lắn lên chưa. Ôi, tôi né được lốc cả hai con. Nó vẫn chạy theo con lồn kia kìa, cay thế. Rồi bất tử, rồi đẹp. Có khi top. Rồi GG. Ủa nick này bằng điểm nick kia rồi, 800 điểm rồi. Bây giờ này, bây giờ đến lúc tiêu tiêu tật này các ông này.